những sự thật về biểu tượng app của iPhone có thể các bạn chưa biết, đặc biệt là cái thứ 3 nha. Top 1, biểu tượng postcard chính là giữ lại những kỷ niệm về iPod của nhà táo. Với cái biểu tượng hình chữ Y này, cùng với những cái vòng phát sóng xung quanh như thế này, nó giống như là một chiếc micro đang nói vậy đó. Top 2, biểu tượng lịch của iPhone luôn gắn liền với ngày 17 tháng 7. Khi mà các bạn vào trong cái đặt này hay là phần icon trong tin nhắn của iPhone á, thì các bạn bấm chữ lịch nó sẽ hiện luôn ra ngày 17 tháng 7 như thế này. Và đây cũng chính là ngày đầu tiên mà nhà táo giới thiệu cái ứng dụng icon. Thứ 3, biểu tượng app ghi âm chính là cột sóng khi mà đọc từ. Người ta truyền tai nhau rằng đây chính là cái cột sóng âm khi mà Steve Jobs nói từ. Muốn biết thêm những sự thật thú vị hơn thì nhớ follow Thích Lát nhé.